Chào các bạn, ở bài học này mình sẽ giới thiệu với các bạn một vài các thao tác cơ bản và phổ thông khi làm việc với một tài liệu trên Photoshop. Đầu tiên, sau khi chúng ta khởi động phần mềm, các bạn muốn mở một tài liệu mới ra thì chúng ta có thể thực hiện một thao tác tắt là kích đúp trực tiếp lên vùng trống trên màn hình làm việc. Thì ngay lập tức cái khung hộp thoại Open File nó sẽ mở ra để giúp chúng ta có thể lựa chọn một bức ảnh nào đó trên ổ cứng máy tính của các bạn. Sau đó chúng ta chọn tới bức ảnh đó và kích đúp thì bức ảnh của chúng ta nó sẽ được mở ra, hoặc các bạn có thể di chuyển vào trong menu File và tìm tới lệnh có tên là Open hoặc ấn tua phím tắt là Ctrl O. Như vậy là một file tài liệu nó đã được mở ra ở trên phần mềm Photoshop giúp chúng ta có thể làm việc được với nó. Sau khi chúng ta đã có một file tài liệu rồi thì các bạn có thể sử dụng một số các tua phím tắt để thay đổi nhanh cái không gian làm việc của chúng ta, giúp mở rộng phần không gian làm việc cho những cái màn hình mà nó tương đối là chật chội hay chúng ta có những cái màn hình nó không được lớn cho lắm. Ở đây mình muốn tắt nhanh tất cả các cái bảng panel ở phía bên phải màn hình, mình có thể sử dụng một tổ hợp phím tắt là phím Shift Tab. Bạn thấy là các cái bảng tác vụ của chúng ta ngay lập tức nó sẽ được giấu đi. Khi nào các bạn lại muốn sử dụng nó thì chúng ta lại ấn ngược trở lại cái tổ hợp phím Tab thì các cái bảng panel nó lại xuất hiện trở lại. Các bạn có thể ấn phím tắt là phím Tab mà không có phím Shift thì ngay lập tức chương trình nó sẽ tắt toàn bộ các cái thanh tool cũng như là các cái thanh panel đi. Nó sẽ mở rộng không gian làm việc cho các bạn. Các bạn ấn phím Tab một lần nữa thì giao diện nó sẽ lại trở lại như lúc ban đầu. Trong quá trình làm việc ta cũng có thể thay đổi cái không gian làm việc bằng một cái công cụ nằm ở trên thanh công cụ ở phía dưới cùng các bạn nhìn thấy đây. Nó tên là Change Screen Mode với phím tắt là phím F. Các bạn có thể thay đổi cái không gian làm việc dưới dạng Standard Full Screen with Menu Bar hoặc là Full Screen Mode. Ở đây thì mình sẽ sử dụng phím tắt trên bàn phím là phím F. Bạn thấy mỗi một lần ấn phím F thì giao diện làm việc của chúng ta nó sẽ được mở rộng ra. Và đây là mình đang có một cái giao diện là Full Screen Mode. Và nó sẽ chỉ xuất hiện với mỗi một bức ảnh thôi, còn lại là toàn bộ các thanh công cụ cũng như thanh menu sẽ bị giấu đi. Tiếp theo nữa mình muốn giới thiệu với các bạn một trong những cái thao tác cực kỳ quan trọng và cơ bản khi làm việc với bất cứ một hình ảnh nào. Đó là cách mà chúng ta sẽ nhìn gần vào một cái vùng hình ảnh nào đó để làm việc với nó, hoặc chúng ta có thể nhìn xa ra như thế này. Thao tác đó nó được gọi trong phần mềm với cái tên là Zoom In và Zoom Out. Zoom In có nghĩa là nhìn gần vào đối tượng và Zoom Out có nghĩa là nhìn xa ra đối tượng. Bạn nhìn thấy ở đây ta sẽ có hai tổ hợp phím tắt cơ bản để thực hiện lệnh Zoom In và Zoom Out. Đó là Ctrl cộng sẽ giúp chúng ta có thể nhìn gần vào đối tượng, gọi là Zoom In. Ctrl trừ sẽ giúp chúng ta nhìn xa ra khỏi đối tượng, gọi là Zoom Out. Thông thường thì khi làm việc mình còn có thêm một vài các cách nữa để có thể Zoom In và Zoom Out nó nhanh chóng và thuận tiện hơn. Đó là mình sẽ sử dụng tổ hợp phím tắt là Ctrl và phím Space trên bàn phím. Khi mình giữ cả hai phím này xuống thì công cụ Zoom nó sẽ xuất hiện. Lúc này mình có thể thực hiện thao tác click con chuột trái lên màn hình làm việc thì cái công cụ nó sẽ thực hiện động tác là Zoom In. Bạn muốn là làm ngược trở lại là Zoom Out thì trên bàn phím ta ấn kết hợp ba phím là Ctrl, phím Alt và phím Space bar, tức là phím cách, thì lập tức công cụ Zoom Out nó sẽ xuất hiện. Bạn cũng click một cái thì đối tượng nó sẽ được thu nhỏ đi. Ngoài ra thì ở các phiên bản Photoshop mới thì chúng ta có thể thực hiện một thao tác Zoom nó gọi là Zoom Animation. Các bạn giữ phím Ctrl và phím cách. Sau đó là thay vì click, chúng ta giữ chuột trái và nhấp dê chuột trái để kéo. Lúc này bạn thấy là ta có một cái Zoom In, nó được đẩy lên rất là nhanh, cái tốc độ zoom của nó rất là nhanh. Và muốn zoom out ra thì bạn vẫn giữ cái tổ hợp phím tắt như vậy, nhưng bây giờ bạn sẽ đẩy con chuột ra phía bên ngoài. Động tác zoom sẽ phụ thuộc vào việc các bạn đang giữ chuột trái và kéo chuột vào bên trong hoặc đẩy chuột ra bên ngoài. Như vậy là cái hình ảnh nó sẽ được nhìn gần và nhìn xa. Mình rất là thích cái cách mà zoom in và zoom out mới này của các phiên bản Photoshop, bởi vì nó cho một cái tốc độ zoom nhìn gần vào đối tượng rất là nhanh. Ngoài ra thì trong quá trình zoom, các bạn còn có thể thực hiện một số các cái lệnh zoom khác, như là một cái lệnh zoom là fit on screen với phím tắt là Ctrl 0. Cái bức ảnh của chúng ta cho dù nó đang ở một tỷ lệ bất kỳ nào đó mà bạn sử dụng cái phím tắt là Ctrl 0 thì ngay lập tức là bức ảnh nó sẽ nằm về vừa khít với vùng làm việc của chúng ta. Hoặc như bạn thấy là ở trong đó chúng ta còn có một cái lệnh nữa là zoom 100%, thì cái lệnh zoom 100% này sẽ hiển thị bức ảnh của bạn với tỷ lệ thực 100% giữa các pixel của hình ảnh so với các pixel của màn hình. Hay là chúng ta sẽ còn một cái chế độ zoom là zoom green size, nó sẽ hiển thị bức ảnh của các bạn với cái kích thước thực của bản in khi mà chúng ta xử lý bức ảnh khi in ra. Thông thường thì khi mình sử dụng các lệnh zoom 100%, 200% hay là green size thì mình hay giữ phím tắt là Ctrl Space Bar, sau đó kích phải chuột lên màn hình thì bạn thấy một bảng tác vụ pop up nó sẽ nhảy ra cho phép ta có thể lựa chọn nhanh là 100, 200 green size, zoom in hay zoom out, ngay cả cái lệnh fit on screen nó cũng xuất hiện luôn. Thì tùy mỗi người khi làm việc chúng ta có thể lựa chọn những cái cách thuận tiện hơn cho mình. Khi mà chúng ta đã nhìn gần vào một bức ảnh ở một cái vị trí nhất định nào đó rồi thì bạn thấy là ta sẽ có thêm một cái nhu cầu nữa, đó là dịch chuyển cái bức ảnh đến cái vị trí mà chúng ta cần làm việc. Ở đây bạn nhìn thấy là mình đang sử dụng một cái thanh cuộn ở phía phải màn hình để ta cuộn cái vùng làm việc lên trên hoặc xuống dưới. Tương tự bạn có thể dùng thanh cuộn ngang để dịch chuyển nó.
Tuy nhiên là đối với các cái phần mềm đồ họa thì chúng ta sẽ sử dụng một công cụ, nó có tên là công cụ Hand Tool nằm ở đây. Chúng ta có thể lựa chọn công cụ Hand Tool bằng phím tắt là phím H. Tuy nhiên là trong quá trình làm việc thì chúng ta thường lại hay sử dụng một phím tắt khác, đó là phím cách trên bàn phím. Khi mà bạn ấn phím cách thì nó có cái ưu điểm là nó cũng sẽ truy cập vào công cụ bàn tay là công cụ Hand Tool cho các bạn. Tuy nhiên là nếu bạn nhả phím cách ra thì cái công cụ nó sẽ trở về cái công cụ mà bạn đang sử dụng lúc trước đó. Như vậy ta đỡ phải mất cái công là thay đổi công cụ trong quá trình làm việc, nó gây tốn thời gian của chúng ta. Bạn nhìn thấy bây giờ mình sẽ ấn phím cách xuống và mình có một công cụ bàn tay. Mình nhấp dê chuột trái và kéo thả. Như vậy là mình sẽ dịch chuyển được vùng làm việc tới vị trí mong muốn bằng cái công cụ là Hand Tool. Trong quá trình làm việc với một cái file hình ảnh trên Photoshop thì chắc chắn chúng ta sẽ không tránh khỏi những cái thao tác lỗi. Thì thông thường trong tất cả các phần mềm, để loại bỏ một thao tác lỗi thì chúng ta sẽ có một cái lệnh nó tên là undo. Tuy nhiên thì ở trong phần mềm Photoshop, cái cấu trúc lệnh undo này nó sẽ hơi đặc biệt một chút xíu. Bây giờ mình sẽ thử thao tác bằng một cách là chúng ta sẽ sử dụng một công cụ brush tool. Mình sẽ vẽ lên trên cái hình ảnh này một cái vệt màu như các bạn đang nhìn thấy. Bây giờ đấy là một thao tác mình vừa tạo ra. Bây giờ mình sẽ tạo ra một thao tác thứ hai là vệt màu thứ hai ta có ở đó. Trong tình huống này thì cái vệt thứ hai khi vẽ ra nó không đúng với ý đồ của mình. Như vậy là theo một cái logic cơ bản là mình sẽ loại bỏ cái vệt thứ hai này đi bằng cách sử dụng lệnh undo. Ta sẽ vào menu edit và ấn vào lệnh undo brush tool với phím tắt là Ctrl Z. Lúc này thì cái lệnh mà mình vừa tạo ra cho cái vệt bút thứ hai nó sẽ bị loại bỏ đi. Thế nhưng bây giờ mình muốn loại bỏ tiếp đi cái vệt phía trước nó nữa là cái vệt số 1, thì bạn thấy ta quay trở vào menu edit thì cái lệnh undo bây giờ nó lại bị đổi tên thành cái lệnh là redo và phím tắt vẫn là phím Ctrl Z. Bây giờ bạn ấn vào đó thì ta lại lấy trở lại cái vệt mà ta vừa loại bỏ đi lúc trước. Bạn nhìn thấy là nó rất là khác với một số các phần mềm khác, là cái phím Ctrl Z trên bàn phím thay vì là nó sẽ undo nhiều lần hay là loại bỏ các cái bước làm việc một cách liên tiếp thì nó sẽ là một cái phím để dùng cho một cái lệnh là undo and redo. Tức là các bạn ấn Ctrl Z một lần thì nó sẽ là undo, nhưng ấn Ctrl Z một lần nữa thì nó lại là redo. Vậy thì trong tình huống bạn muốn undo nhiều lần hay là bạn muốn trở lại những cái bước làm việc kế trước đó thì chúng ta phải sử dụng một cái lệnh nó tên là step backward với phím tắt là Ctrl Alt Z. Hay như bây giờ chúng ta có thể hiểu là muốn undo nhiều lần trên Photoshop thì chúng ta phải ấn tổ hợp phím là Ctrl Alt Z thay vì ấn phím Ctrl Z. Tương tự như vậy, bạn muốn redo thì bạn sẽ phải dùng cái lệnh nó tên là step forward với phím tắt là Ctrl Shift Z. Đối với một số bạn thì khi làm việc với Photoshop thì chúng ta còn có một thói quen khác để quản lý các thao tác làm việc, đó là chúng ta sử dụng một cái bảng panel, nó có tên là History. Bây giờ mình sẽ mở cái bảng History ra thì bạn nhìn thấy trong cái bảng này nó sẽ quản lý các cái bước thao tác làm việc của chúng ta, và bạn có thể trở lại các thao tác trước đó bằng cách click con chuột vào những cái bước mà nó được quản lý trong bảng History này. Bạn muốn trở về như ban đầu thì bạn có thể click con chuột lên bức ảnh ở phía trên kia, hoặc bạn có thể click vào cái vị trí của cái lệnh Open là khi bức ảnh nó mới được mở ra. Và cách này thì tương đối là thuận tiện. Tuy nhiên là nếu bạn dùng cách này thì nó lại tốn cái phần diện tích trên màn hình làm việc của chúng ta. Một số bạn thì khi học Photoshop thì thường hay đặt câu hỏi cho mình là vậy thì Photoshop nó có thể undo được bao nhiêu lần? Thì ta có thể thay đổi được số lần undo trong Photoshop không? Thì câu trả lời là có. Bạn có thể kiểm soát được số lần undo, cũng tương ứng với việc bạn có thể kiểm soát được các cái số thao tác nằm trên bảng History này. Bây giờ mình thử vẽ vào đây. Bạn nhìn thấy là ta cứ vẽ vào đó rất là nhiều các cái vạch. Thì mỗi một bước mà mình vẽ ra ở kia nó đều được lưu trên bảng Brush đó. Bây giờ mình sẽ vẽ nhanh lên. Bạn nhìn thấy là số lần mà cái bảng History Brush này nó có thể kiểm soát được nó rất là lớn. Đó, và chúng ta có thể undo được rất nhiều lần. Thế nhưng bây giờ mình muốn biết là nó undo được bao nhiêu lần thì mình sẽ di chuyển vào trong bảng Edit, chọn đến cái lệnh Preference, sau đó ta di chuyển vào trong cái phần có tên là General. Trong cái phần General này, các bạn tìm đến cho mình một cái menu con có tên là Performance. Sau đó bạn sẽ nhìn thấy ở trong bảng Performance này, nó cho phép chúng ta có thể thay đổi được cái bộ nhớ dành cho phần mềm Photoshop liên quan đến thanh RAM của chúng ta, là bộ nhớ tạm thời trên máy tính để có thể tối ưu hóa cái thanh RAM trong quá trình làm việc với Photoshop. Và nhìn xuống phía bên phải, bạn sẽ nhìn thấy một cái nó tên là History State, tức là cái trạng thái mà nằm ở trên bảng History này. Và ở đây nó đang hiển thị số 50, tức là Photoshop đang để một cái giá trị mặc định là nó có thể lưu được 50 bước thao tác, nó có thể lưu được 50 bước thao tác làm việc gần nhất trên phần mềm, tương đương với việc bạn có thể undo được 50 lần liên tiếp. 50 lần là khá là đủ cho một quá trình làm việc, bởi vì nếu như các bạn muốn tăng con số này lên thì Photoshop cũng có thể cho các bạn tăng lên một con số rất là cao, tức là 1.000 lần undo. Tuy nhiên mình khuyến cáo là với một số lượng mà chúng ta lưu trữ được những cái thao tác lên đến 1.000 thì cái bộ nhớ trên máy tính nó sẽ không tải nổi, vì đồ họa raster hay là đồ họa hình ảnh thì nó tốn bộ nhớ của máy tính. Vì thế ta cũng không nên để cái số lượng, ta cũng không nên để cái số lần undo này quá lớn vì nó có thể gây treo máy của các bạn.
Như vậy là trong bài học vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn một vài các cái thao tác khá là cơ bản khi làm việc với một bức ảnh trên Photoshop. Từ cái bài học sau trở đi thì chúng ta sẽ thực hành những cái thao tác này một cách nhuần nhuyễn, và đó là những cái thao tác vô cùng cơ bản cho một người mới bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các bài học kế tiếp.